Ai, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nay tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy đó là báo Nhật Bản đặt điều và công kích cổ động viên Việt Nam như thế nào. Đầu tiên là phải nói đến sự yếu kém trong việc tổ chức chuẩn bị của cái sân vận động đấy. Đây theo lời anh này nói thì là do bán vé không kèm bất cứ một cái thuyết minh nào về phần sân và về phần khán đài. Sau khi tìm hiểu cả mấy ngày hôm nay thì ngoài anh này còn rất nhiều người Việt Nam nữa bị chặn ở cổng và không cho phép vào sân vì mặc áo Việt Nam và cầm cờ Việt Nam. Có rất nhiều cổ động viên Việt Nam mất từ 30 phút tới hơn một tiếng di chuyển từ cổng này sang cổng kia vì mặc áo và cầm cờ Việt Nam. Có nhiều bạn nói đó là ban tổ chức sợ cổ động viên hai nước đánh nhau nên mới không cho vào. Cái này đúng, mình không nói làm gì. Nhưng, nhưng, những người cổ động viên Việt Nam khi mà mua vé ở khán đài Nhật Bản sau khi mà di chuyển theo lệnh của ban tổ chức sang khán đài của người Việt Nam thì không có chỗ không được sắp xếp chỗ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ security cũng như là từ sân vận động sau đó thì thế nào báo nhật bản đăng một cái tin người việt nam không tuân thủ luật lệ của sân đấu tự ý thay đổi chỗ ngồi ủa là sao có rất là nhiều nhóm cổ động viên việt nam sau khi vào được cổng thì lại bị giữ ở cổng thứ hai và không cho vào ghế bắt hứa là không được vẫy cờ không được mặc áo người Việt Nam và không được làm ồn, là sao? Nhiều người Nhật cũng như là ban tổ chức lấy lý do là vì corona nên không cho phép làm ồn, mình thấy cái này là ngụy biện. Nếu như mà là vì corona ấy thì bán chỉ có 50% số vé thôi và đừng bán đồ ăn, đừng bán nước uống. Lúc ăn có tháo khẩu trang không? Lúc uống có tháo khẩu trang không? Cái nào nguy hiểm hơn? Nếu mà từ đầu lo nghĩ về dịch ấy thì sao không phát trực tiếp hết đi? Nâu no, cổ động viên đi. Sao không làm thế? Viên người Nhật Bản cũng hò hét Cũng vẫy cờ mà thậm chí cờ to tổ bố lại Cấm cổ động viên Việt Nam vẫy cờ Ủa thế cái gì kia Ủa gì kia Hả Cái cái gì kia Hả Hả Và mình làm cái video này không có mục đích gì Mình chỉ muốn nói những cái bạn ở Việt Nam Bớt tự nhục thôi Bởi vì những cái quy định của ban tổ chức lần này Đến cả người Nhật Nhiều người người ta còn không chịu được Nên là bớt hở tí là Ôi tôi xin lỗi nhá Bởi vì những người đồng hương của tôi ở bên đấy Bớt 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 là cách bảo vệ ở sân nhắc cổ động viên Việt Nam đeo khẩu trang Nhìn cho kỹ này à, Anh em đeo khẩu trang vào nhá à, Thằng kia, thằng đeo khẩu trang vào nhá à, Đeo khẩu trang vào nhá Không tao đuổi mày về đấy Đeo khẩu trang vào Đeo, đeo khẩu trang vào